Kính thưa quý vị, với những hoạt động như là hội thảo quốc tế về kinh nghiệm quốc tế và trong nước về việc nghiên cứu ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo, công nghệ AI và những khuyến cáo cho thành phố Hồ Chí Minh vừa được tổ chức, thì chúng ta cũng có thể thấy được những quyết tâm và những bước chuẩn bị rất kỹ càng của thành phố Hồ Chí Minh cho mục tiêu xây dựng công nghệ trí tuệ nhân tạo tại thành phố. Và để có thể tìm hiểu rõ hơn về những tầm nhìn cũng như những kỳ vọng của thành phố Hồ Chí Minh trong việc khai thác hiệu quả công nghệ AI trong thời gian tới, thì ngày hôm nay Đài Truyền hình thành phố Hồ Chí Minh hân hạnh có một cuộc trao đổi riêng với đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh. Dạ vâng, thưa đồng chí Nguyễn Thành Phong, có thể nói là công nghệ trí tuệ nhân tạo hay còn gọi là công nghệ AI là một khái niệm cũng còn khá mới mẻ trên thế giới, ngay cả những nước phát triển. Vậy tại Thành phố Hồ Chí Minh của chúng ta thì lĩnh vực nào là lĩnh vực mà chúng ta đã bắt đầu có thể ứng dụng được công nghệ AI rồi thưa ông? Có thể nói cái công nghệ này đã được ứng dụng mọi mặt trong đời sống xã hội, cả về vĩ mô lẫn vi mô. Ví dụ như ứng dụng AI trong giao thông thì nằm ở công tác quản lý, điều hành giao thông trên cơ sở lập các mô hình dự báo giao thông qua cái việc thu thập đầy đủ các dữ kiện giao thông, phân tích các hành vi giao thông, dự báo các sự kiện giao thông xảy ra trên đường hay là tối ưu hóa dòng giao thông và khuyến khích những lộ trình lưu thông phù hợp. Kế đó thì ứng dụng AI trong việc nghiên cứu phát triển phương tiện không người lái, bước đầu xây dựng các giải pháp tối ưu, chia sẻ cung cấp, trao đổi thông tin giữa phương tiện và phương tiện. Còn trong lĩnh vực y tế, những năm gần đây thì các cái bệnh viện của thành phố đã bắt đầu tiếp cận các ứng dụng AI để tăng cái chất lượng điều trị. Về ứng dụng nguyên lý máy học và trí tuệ nhân tạo trong lĩnh vực y tế thì Bệnh viện Nhân dân 115 và Bệnh viện Gia An 115 đã triển khai phần mềm AI chuyên dụng trong chẩn đoán đột quỵ để mở ra cơ hội cứu sống và giảm nguy cơ khuyết tật cho bệnh nhân, góp phần đưa bệnh nhân sớm tái hòa nhập. Qua đây, có thể thấy việc áp dụng các sản phẩm ứng dụng công nghệ AI để cải thiện hiệu quả và chất lượng chăm sóc sức khỏe của người dân là điều phải làm. Và khi phát triển các chương trình AI của thành phố, thì các AI đang riêng lẻ sẽ được tập hợp và phục vụ tốt hơn cho những cái mục tiêu đề ra. Vậy thì chương trình mà phát triển công nghệ trí tuệ nhân tạo tại thành phố Hồ Chí Minh thì sẽ được tích hợp như thế nào với đề án xây dựng thành phố Hồ Chí Minh trở thành một đô thị thông minh mà thành phố của chúng ta đang thực hiện ạ? Đề án đô thị thông minh thì hiện nay trong giai đoạn 1 chúng ta đã hoàn thành 4 cái cấu phần. Đó là kho dữ liệu dùng chung và phát triển hệ sinh thái dữ liệu mở, cái trung tâm điều hành đô thị thông minh, cái trung tâm mô phỏng và dự báo phát triển kinh tế xã hội, trung tâm an toàn thông tin. Cho nên cái mục tiêu của chương trình AI của thành phố là nhằm đưa AI vào việc thực hiện nhanh các cái trụ cột của đô thị thông minh, là một công cụ và giải pháp quan trọng để xây dựng cái đô thị thông minh. Song song đó thì mới đây ngày 21 tháng 9 vừa qua thì thành phố Hồ Chí Minh cùng với tập đoàn Viettel đã tổ chức cái lễ công bố phát sóng 5G, đưa vào khai thác hạ tầng kết nối internet vạn vật IoT với hơn 1.000 trạm. Tại thành phố Hồ Chí Minh nói chung và chương trình AI của thành phố nói riêng. Và ở đây, thành phố cũng hướng các cái ứng dụng công nghệ đến với khu đô thị sáng tạo quận 9, hay là các khu đô thị mới để xây dựng những đô thị ứng dụng công nghệ. Thưa ông, là trở về với hội thảo kinh nghiệm quốc tế và trong nước về nghiên cứu và ứng dụng công nghệ trí tuệ nhân tạo AI và những khuyến cáo cho thành phố Hồ Chí Minh, thì tôi thấy là có hàng trăm các chuyên gia trong và ngoài nước họ đã có những cái kế sách cho thành phố Hồ Chí Minh. Vậy thì ông đánh giá như thế nào về những đóng góp đó, cũng như là từ phía lãnh đạo thành phố thì sẽ có những chiến lược được củng cố như thế nào để chúng ta có thể khai thác được hiệu quả của công nghệ AI trong thời gian tới ạ? Từ những cái góp ý và kinh nghiệm của các chuyên gia thì chúng ta sẽ đúc kết được cái tầm nhìn và các cái phương thức triển khai của thành phố về AI để sớm nhằm quy tụ nhân lực và các nguồn lực vào một số ứng dụng quan trọng liên quan đến dân sinh cũng như đối với sự phát triển của thành phố mà thành phố đang có thế mạnh. Từ đây cũng sẽ hình thành thêm những cái lab nghiên cứu trọng điểm, tạo ra một cái chính sách hỗ trợ khuyến khích các doanh nghiệp, đặc biệt là các doanh nghiệp công nghệ tham gia vào chương trình AI của thành phố trong cái việc kết nối chuẩn dữ liệu trong các hoạt động liên quan đến ứng dụng AI đối với các hệ thống dịch vụ công, và đặc biệt là những cái kiến nghị đầu tư hiệu quả để tránh lãng phí, mất công sức,
góp phần triển khai thực hiện có hiệu quả hơn cái việc xây dựng chính quyền điện tử trên địa bàn thành phố chúng ta. Bên cạnh đó thì tôi cho rằng là với vai trò một thành phố trẻ, năng động, có tiềm lực khoa học công nghệ cao, đến từ các trường đại học, viện nghiên cứu và các cơ sở tổ chức liên quan, lại có khả năng thương mại tại chỗ từ hơn 10 triệu dân cư và 300.000 doanh nghiệp, thì thành phố đặt ra mục tiêu hình thành cái hệ sinh thái trí tuệ nhân tạo mang đặc trưng của thành phố Hồ Chí Minh, mà trong đó có sự liên kết chặt chẽ giữa nhà nghiên cứu, các cơ sở đào tạo, doanh nghiệp triển khai sẽ tạo ra những kết quả như mong đợi của người dân thành phố. Xin được cảm ơn đồng chí Nguyễn Thành Phong, Ủy viên Trung ương Đảng, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố Hồ Chí Minh đã dành thời gian cho buổi phỏng vấn với HTV ngày hôm nay.